Thanh Vân rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin tiêu dùng thông minh hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người với tâm lý muốn giảm cân nhanh đã lựa chọn phải sản phẩm không an toàn, có chứa chất cấm gây ra những ảnh hưởng cho sức khỏe. Đã có những người phải nhập viện cấp cứu, thậm chí là bị suy thận để giảm cân an toàn, mới đây lần đầu tiên trên thị trường sản phẩm bảo vệ sức khỏe Neco đã được ứng dụng cơ chế tác động đa đích công nghệ hóa lỏng mỡ Aosu trong hỗ trợ giảm cân an toàn, hiệu quả và giúp trẻ hóa làn da. Công nghệ hóa lỏng mỡ Azu từ Nhật Bản được ứng dụng vào điều chế sản phẩm bảo vệ sức khỏe trong hỗ trợ giảm cân đang là xu hướng được các bác sĩ khuyến cáo tin dùng. Sản phẩm Neko Slim là một trong những sản phẩm được bào chế từ các thảo dược trong đông y như lá sen, rào cổ lam, cúc hoa, khổ qua rừng là những thảo dược có tác dụng hỗ trợ chuyển hóa, giảm cân. Khi các tạo dược này kết hợp với cơ chế tác động đa kích công nghệ hóa lỏng mỡ Atsu trong sản phẩm Neco có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ chuyển hóa năng lượng, hỗ trợ hóa lỏng mỡ thừa toàn thân, hỗ trợ giảm cân an toàn và lành tính. Neko Slim là một cái sản phẩm Việt Nam nhưng mà lấy từ công nghệ hóa lỏng mỡ của Nhật Bản nha mà theo thứ nha biết có những cái sản phẩm gì mà về sức khỏe hay về body mà của công nghệ Nhật Bản thì lúc nào cũng tốt hết tại vì cái người Nhật Bản lúc nào họ cũng khắc khe về sức khỏe nè và cái tiêu chí của người Nhật Bản là họ cái sản phẩm của họ lúc nào cũng phải tốt bởi vì là bữa giờ Nga uống cái sản phẩm Neco Slim này Nga thấy quá good luôn cả nhà biết không chị em phụ nữ biết không Nga uống có bữa giờ là có hai tháng à mà Nga giảm được 5 cân luôn đó mà không có cần đi exercise gì hết trơn á càng ngày càng xinh đẹp trẻ trung nữa chứ mà cái làn da mình nó lại trắng mịn ra là rất là đẹp nữa. Cũng theo các chuyên gia, để giảm cân khoa học và an toàn, ngoài việc sử dụng sản phẩm, chị em cần có một chế độ ăn giảm đường, giảm tinh bột, tăng cường rau quả và đặc biệt cần tăng cường vận động.